Nhựa hết ra tay rồi. Mút. Em ăn gì ngon thế? Hả? À? 6 tháng rồi, hắn ta mút mít. Ai sướng. Đây. À là không cho trò có cái trò của mẹ cái bé đi. Sao cho ăn muối ngon nhân bỏ ăn đi. Nhân chán rồi. Ăn sơ à? Ôi dồi, con gái ăn sơ à? Hả? Ăn muối không mẹ lấy cho. Cái gì? Này. Ở trong tủ ấy. Trong tủ ấy này. Này. Không ăn. Ở dưới. Ừ, ăn đi. Mang đây. Nó quá rồi nhỉ. Cô đi ấy nha, cô đi ấy còn nha. Năm. Đây đây, ra đây. Để đấy cho mẹ. Đây, ăn quýt này. Ăn dứa. Ăn gì? Ăn dứa. To lắm rồi con. Ăn sữa. Uống sữa đâu? Yêu cái nào? Ôi mua mà. Để anh lấy cho. Yêu không? Ô kìa, con bé nằm rơi rồi. Này không ấm lên bây giờ. Ôi trời ơi. Cái này mấy đứa mọc bí răng không cho dám ăn này đâu. Cắm ngay nhỉ. Nuốt vào tôi. Cắt cái gì đấy? Ăn cái vỏ. Cái vỏ á? Bị cắt chưa? Để kiểu như khô nấm. Kéo khô nấm á? Kéo khô nấm. Nó phải tắn thôi nhỉ? Ừ. Ôi giời, cắn được một miếng rồi sao anh ạ? Phải đưa chảy hết ra thì tôi được. Tí lại thay quần áo. Sướng thế. Ôi. Sướng thế. Sướng quá. Con mày chiều em đi nè. Ờ, con chiều em đi. Mẹ uống nhá.
Sữa màu gì đấy? Màu cam và màu đi. Đây, màu cam đây, còn màu trắng đây. Màu cam, màu trắng đây, còn màu cam đây. Đây đây, trứng ngon không? Ngon. Đây, vậy ăn còn cái này chưa? Lấy kéo đâu? Ôi dồi, lấy kéo bóc cam à, bóc quyết à? Lấy tay chứ, đứt tay đấy. Gần hai để lá biết hai cái lá rồi. Ôi rồi ba cục cưng nhà tôi. Con lấy đi, con đọc đi. Ngon quá. Ôi. chung em để tiền chán chưa? Cho em mượn, cho em mượn. Con uống hết chưa? Không được. Ăn thử xem có ngọt không? Có ăn chăm nhưng mà. Có ăn thử có quyết đấy xem có ngọt không? Vẫn còn. Có ăn không? Ăn thử. Ô, hôm nay em mặc áo trái cho Nhân kìa. Con tự mặc á? Ôi dồi ôi, mặc áo trái rồi. Con mặc áo. Con tự mặc áo trái, ôi dồi anh Nhân ăn. Anh có hôm nay mặc áo trái rồi. Ôi xấu hổ quá. Cái gì đây? Hả Mi? Cái gì đấy hả con gái? Ngon không? Ôi anh ơi, mồm trong mồm, trong mồm nó nhìn thế sao? Tí nữa lại thau mà rửa giấy lại nhá. Sướng. Mút mòn miếng mít này. Em lấy quýt này ngon lắm. Ngon à? Ngon không? Nào. Ôi dồi ôi. Mi có ăn, con có ăn quýt nữa không? Có, vẫn ăn nữa. Đưa bố bóc không? Đưa bố bóc. Đây, cái của Mi này. Bố cho kìa. Mi ơi, cái con này. Con Mi đâu? Không. Ăn quýt đâu này, tao bảo bố bóc. Cho anh Nhân. Cho anh Nhân này. Cho anh Nhân quýt này.